Xin giới thiệu, đây là thầy thầy của HSRC. Giới thiệu hôm nay là số 37 mà vất tới đây. Để thầy giới thiệu cho cái cơ chế hoạt động cái này sao đây. Hãng thì cũng tương tự như bên các cái máy bay khác bình thường thôi, nhưng hãng có thêm cái motor lại theo cái elevator và rudder. Thầy thử cho cái elevator thử nè. Cho nổ rồi. Rồi. Thì khi mà elevator lại lên lại lên xuống theo. Rồi lèo lại theo rồi 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 có trái dưới thầy thầy nói mình về rồi là coi đây là lại motor thôi chứ không không lại lại motor vì lại rudder này lại rudder này này đây lên xuống này con mình lại có về thì không rudder qua về bằng rudder thôi mà không có motor của được không? Rồi qua về muốn có motor rồi. Được rồi qua về mà có motor đây tôi coi. Rồi lấy xuống có motor mà lên xuống có motor. Đây chỗ này. Rồi lên xuống có motor. Rồi có motor qua về cũng có motor. Qua về rudder thôi rồi. Rồi chạy không có motor và qua về lên xuống có motor rồi làm thế ấy quá phức tạp. Chào thầy phức tạp. Quá phức tạp không thấy chưa cũng chạy dù lại cũng qua nữa chạy dù lại thầy đi mà bữa thật thầy đi vô có dù mà chạy đi về cũng có dù nữa sao rồi thầy đi mời thầy vô bây giờ gần thành đấy lần nhau thì tôi đẩy chứ ông thấy chưa lồ người dễ nhàng á đó ông thấy lồ người dễ nhàng á giang á đấy đó lồ dễ giang nè đấy vét tới đẩy đấy 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 thấy chưa ông thấy lồ dễ giang chưa thầy đấy thấy cũng đó chưa thấy cũng nữa ông lấy cái du đấy có du trong tôi có cái du nữa hoặc bà Thủy đưa cho ông cái du nước xe này lại cho thấy lấy cái du đi xa quá đi vô lại đi ông ơi gần đi ông nè xa quá ông thấy chưa tôi thấy hà kẹt quay nữa úi trời gì sợ chưa úi trời thôi úi trời thầy lắc quá thầy hà chưa thầy à chưa giờ thầy biểu diễn quá trời ôi thầy biểu diễn quá đẹp ấy góc nhỏ quá lồn góc nhỏ viết tới đây thầy lồn góc nhỏ thầy lồn qua cây nè tôi mới ra thầy lồn cây qua nè góc nhỏ quá ấy trời nhỏ gì sợ chưa thôi thầy hà là vừa rồi đó chưa lên này được vừa thầy biểu diễn đây thầy giả vờ thầy biểu diễn đây rồi thầy xuống ngắn đi đây rồi thầy xuống rồi nè rồi được an toàn chưa đẹp chưa ui giờ thầy quay cái mặt thầy cái đó chưa quá.